Rồi, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Dạ là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Rồi bây giờ là ở nhà là chuẩn bị dùng cơm tối đây bà cô bác ơi. Bây giờ Khánh với gia đình thì cũng mời bà cô bác là dùng bữa cơm thân mật cùng với gia đình luôn. Thì đang ở đây đằng sau Khánh đây bà cô bác ơi là vợ của Khánh đây, cũng đang ấy rau đây. Đang ấy rau đi rau cải bèo, đi rau ngò gai. Ủa ngò rí trời, lấy ngò rí về để chia sẻ với bà con ở dưới khu vực của Khánh luôn, đi ở nhà dùng luôn á bà cô bác. Thì Khánh cũng xin phép là ghi lại một số hình ảnh là chia sẻ sinh hoạt của nhà rồi gửi đến bà con xem. Thì trong quá trình mà ghi hình có gì á nó không hay thì cũng mong bà con thương Khánh là bỏ qua nha. Rồi thôi bây giờ Khánh chuyển máy quay ra đây. Rồi, trước khi chuyển máy quay thì Khánh cũng chúc bà con của mình là năm mới luôn mạnh khỏe, bình an, vạn sự chú ý luôn nha. Rồi bữa nay là cho thằng Linh đào tạo cho thằng Linh làm luôn. Linh con đem rau qua đây đi, con sắt dưa leo lên trước đi Linh ơi. Rồi bưng qua bàn này con. Rồi bưng qua bàn đây. Đó, Linh bữa nay phải đào tạo cho thằng Linh đây. Đây ông bà cô bác ơi. Ngon quá. Nè con chào ông bà cô bác luôn rồi Linh ơi. Rồi nãy tay rửa tay chưa? Rửa tay qua sắt dưa leo nè. Đây. Đây ông bà cô bác này để đó đi, từ từ con ấy sắt này trước đi. Đây có rau húng lủi, rau cải bèo. Không không con sắt dưa leo bên đây đi. Sắt trước đi. Sao con? Trời ơi. Ôi ơi. Tí ơi, em xu rồi tí. Giờ ở nhà bên bển là con có làm phụ làm gì không? Trời ơi, ở nhà không làm. Lớn rồi trần ngần rồi phụ làm ăn rồi con, sắt đàng hoàng con. Sắt vô cầm coi chừng á, sắt vô. Phải làm tập làm rồi mới là có làm mới có ăn chứ, phải không? Phải đào tạo từ nhỏ. Ta nói là phải đào tạo từ lúc mà còn mới còn bú sữa kìa, giờ này lớn rồi. Đã nào lên. Đây nhà đó để trên đúng rồi, để ra chút xíu mình lụp cái lụm cái gì cái đó kêu bằng cái gì quên rồi, cái cuốn, trời ơi đang nói cái quên luôn, lấy cái cuốn thì mới bỏ qua. Rồi con cắt đi, chừa ông nội con trái nha, ông nội đi chốt con trái để riêng nha, từ từ cắt để cắt ra cái nó bị hôi ê ấy con. Rồi con làm nha, để chú Tư đi quay tiếp nha. Rồi đây bây giờ Khánh là đang lặt rau trong thời gian chờ đợi lặt rau bớt nha mà cô bác ơi. Đó cái ngò lúc này tốt lắm bà con cô bác ơi. Nè cái mưa lúc này gặp trời đánh lạnh á, trời đánh lạnh tốt lắm. Cái này mà bóp gỏi gà ngon lắm em. Gỏi gà. Sao cái này đâu bóp gỏi gà. Được, cái này em biết gì không? Gì ấy đâu. Xào miếng á. Trời ơi, thường ta dạy gì ngò á, ngò mắc quá nên là mình không có ăn mấy cái đó, mình chỉ lấy thơm thôi. Chứ thực chất á làm mấy cái bóp vô mấy cái gỏi hay là làm này kia rồi ngon lắm á. Tại vì mắc quá nên là mình chỉ mua giống như mình mua vài cọng để mình cắt ra để mình niêm á, thơm á. Rồi đây là cải bèo nè ông bà cô bác. Xào miếng với nấm rồi á. Nấm rơm rồi bỏ vô là hết sảy bà xay luôn bà cô bác. Không, nấm đông cô với nấm dừa. Nấm đông cô hả? Nấm rơm cũng được. Không, miếng phải xào nấm đông cô. À. Với đâu được xào nấm dơm. Thấy người ta làm vậy chứ chưa làm giờ. Chạy cũng nói. Chạy. Chưa có ăn bao giờ. Ông bà cô bác ơi, ở nhà lúc nào cũng có chuối. Đó, hoài chuối đó ông bà cô bác. Hết hoài này là có hoài khác lên nè. Nè. Mấy lần là Khánh ghi hình ở trên cái vườn rau đó thì có 4 cái bùi chuối đó. Chuối có liên tục ông bà cô bác. Đây còn đây cây khế nè. Khế lúc nào cũng có bông có trái hết nè ông bà cô bác. Khánh nói à, thật sự cái gì cũng ghi quay hình thực tế luôn nè, lúc nào cũng có bông hết á. Bông trái này là dục xuống ao cho cá ăn nè ông bà cô bác. Đó. Có mà nó nói về sớm mà sao giờ này nó chưa về. Bữa nay thằng Phong nó đi Bình Dương mà nó giờ này nó chưa về ông bà cô bác. Như là có cái đường á. Ờ. Thôi con chúng em, con chúng em, chúng em. Ôi chúng em. Chúng em. Con cũng liều mạng lắm á Xuân. Còn cái cho đi lên nè, lên trước chơi nè con. Thôi tụi con ngồi đây đợi bà nội thắp nhang xong đi ăn. Rồi ngồi chơi nha, tí xuống đây ngồi nè. Rồi đó chơi đi ơi, con đừng đưa chúng con. Tụi con xuống ngồi quay quần chung đi. Không có được ấy. Không có được làm mầm đi tùm lum. Chơi đi con đừng có đưa chúng em con. Chúng em xu đó nha. Đúng rồi, con đưa chúng đầu em đó nha.
trúng đầu nguy hiểm lắm nha con. Vậy nè, con chào ông bà cô bác nè. Rồi giờ cả nhà chuẩn bị lên đây, bây giờ thấy ông bà cô bác coi như là này, coi như là màn một cảnh 10 coi như là màn một cảnh 10 là có một cảnh mà quay hoài. Ông bà cô bác, ông bà cô bác thương nha, mỗi một cảnh quay hoài, nhưng mà mỗi cảnh nó có cái sinh hoạt khác nhau nha ông bà cô bác. Bữa nay là ăn là trời vịt kho sả. Đây, thịt kho sả với rau sống luôn. Tụi con đợi, ngồi từ từ đợi ông bà nội lên nha. Rồi có giày, có giày Nam Linh ơi. Hả? Đợi ông bà nội lên thì ấy. Dìu bà nội ra đi. Họ đang tụng kinh hả? Rồi tụi con nha, cho mấy đứa nhỏ bới cơm cho mấy đứa nhỏ trước đi kìa. Sau đi tí cà rốt cái ấy rồi kèm bới cơm sụn. Toàn hả? Ăn dưa hả? Con vừa hả? Ôi, thấy thường lắm đó nha. Nha, thường bá Từ không? Mua bá Từ dắt đi chơi nha. Chịu không? Con ăn ngoan nha. Nghe con. Rồi, chịu khó uống sữa cho nha con. Để ốm lắm á, ốm xong teo luôn nè. Nha con. Nha. Ừ. Ngồi đó con. Rồi cho Su nãy chiều mà Su ăn cháo chưa cha? Cho ăn cơm luôn hả? Rồi. Rồi ra cho ra tránh chỗ này để xích ra để Thiếu Phúc ngồi đây quản lý bé Su. Trời thì cơm này mày ăn gạo qua nội chứ qua cơm này cơm nọ trời. Trời ơi đòi ăn cơm. Ăn cơm nhão. Cơm nhão hả? À? Cơm nhão là cơm bà nội thì chứ cơm con cùng một gạo ra mà. Có nhà sản xuất. À do cách nấu. Rồi cắt ăn cháo quá nè Linh. Lấy tô anh ăn cháo đi em ơi. Đủ chén chưa em? Xuống lấy cái thì đủ chưa giờ? Chưa, thiếu cha. Thiếu rồi, thiếu ba chén đựng. À, ủa? À thiếu chén đó à. Cho ngồi Su cho. Cho ăn cơm. Đây cho Su ăn cơm luôn. Rồi tụi con hả? Trời ơi. Đói bụng hả con? Từ từ thôi, mấy đứa đói bụng cũng phải từ từ con. Dạ con mời ông bà cô bác ăn. Rồi mấy đứa con mấy đứa ăn đi. Ủa bé Sâu chưa bới cơm hả? Sâu ăn dưa đâu ăn cơm đâu. Cơm mẹ ơi. Rồi Sâu đưa ra đây mẹ bới cho con. Đây đưa chén đây. Đây con ăn cơm nha. Ăn cơm ăn cháo. Ông nội kìa, tụi con mời ông nội kìa. Rồi. Con ăn cơm ăn cháo sao? Ăn cơm. Ăn cơm cho chắc bụng nha con, để muỗng đi. Muỗng có muỗng cho bé Sâu không? Chị Ba ngồi đi, ngồi ổn định đi chị Ba. Chưa, hồi con này nó ngồi trong chén ngồi bên sau nè, ăn cháy. Rồi cho Su ăn rồi. Linh thấy chắc ha. Phải. Rồi bà cũng đi lại ruộng, chuẩn bị là cũng đập lúa rồi mà cô bác cũng phóng lúa. Có ba ngồi đâu? À. Con mấy con. Trời mẹ ơi lên nha, ăn cơm luôn mẹ ơi. Nay cả nhà đói bụng quá rồi. Nãy giờ ba giờ ba đi cũng đi. Không im vô anh ngồi sưng người luôn. Chị Ba ngồi xuống. Ăn cho miếng cháo đi. Bỏ cái bèo vô luôn cho chó xìu nha em. Đây mà cô bác. Giờ Khánh ăn cháo rồi. Sáng giờ là coi như là đi xuyên suốt chưa ăn uống gì hết. Sáng giờ chưa ăn. Rồi, mặn sao? Trời ơi sao con mặn á. Hoài vậy. Rồi con tụi con ăn nha. Rồi, nước ông nội đi trúng cái cục đá nó tưng hết đi kìa. Làm việc mình. Ông nội đi lại ruộng ở đằng kia mà cô bác. Rồi. Ba đi được chưa? Không bị gì. Ừ. Con ăn tí. Ăn cơm cho chắc bụng, để cho nó đi cho anh chưa mà anh cầm máy quay mà. Trời ơi. Bà nội chưa ra nữa. Chơi gì này ăn phâu luôn hả? Dạ mời ông bà. Có da. Chơi đi ăn phâu câu luôn. Rồi ăn trước kìa. Thôi chứ ăn từ từ đi. Bà nội ra liền. Chứ đợi bà nội. Giờ mấy đứa đói bụng lắm. Ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ. Nhưng mà bây giờ người già thì chưa ra. Ưu tiên trẻ nhỏ trước. Ăn đậm mà cô bác. Rồi nãy giờ. Bây giờ mới chào ông bà cô bác. Rồi con ăn đi nha. Con ăn ngon nha. Phải.
sáng mấy em đi mình mà phải không? Gà gà của bà nội nuôi đó phải không Linh? Vậy là có con chú Tư với con ăn cháo rồi hả? Thôi vậy chú Tư con ra ngoài hè ngồi ăn đi chứ ngồi ở đây chiếm chỗ quá. Tiện khách. Nay ăn rau này cuốn lại chấm cái nước chấm này là hết sảy luôn. Năm nay có ai đặt hàng mai cho chị ba? Có ai đặt mai chưa? Thôi thôi để đó đi con chan vô nữa. Ba đi á mẹ. Dạ. Ba chạy đi lại chắc lại ruộng quá. Thôi con, thôi con. Rồi. Ăn gà ho á nha. Rồi dọn chỗ. Có chừng mấy ở đây không bà cô bác? Dưới cái này trên đây bồ câu hổm này nó lời nó đẻ nữa, hổm đợt hổm đẻ xong một chuyến bây giờ quay rồi đẻ tiếp. Rồi dạ qua còn cái chỗ mà. Rồi mẹ dùng đi mẹ, mẹ ăn cơm đi, ăn cơm cho chắc bụng. Chơi đi ngồi ăn đàng hoàng con. Rồi mẹ dùng đi mẹ. Thôi thôi thôi. Rồi sâu ăn ngon quá trời ơi. Sâu ăn cơm mà dính trên lính. Dính trên lông mi luôn vậy con. Trời ơi, đem bắt tư nữa cho. Rồi. Rồi bữa nay sao lên hình đẹp quá, lên hình thấy dĩa rau đẹp. người quay hoài á, ông bà cô bác. Làm gì anh nói anh không thấy à, không ra luôn hả? Trời ơi. Thôi tưởng nói ở ngoài xấu quá vô hình đẹp chứ. Thôi giờ lấy cái cháo nó bỏ qua bên đi cho trống đi, đây đem đem vào cho. Khi nào ăn thì múc thôi cho trống. Biết rồi, khi nào ăn là múc thôi. Bỏ đây khi nào ăn là múc nha lên. Dạ con quay chút xíu để con lấy hình ảnh cho đẹp xong rồi chút xíu ăn. Giờ mới ăn. Ừ. Hả? Trong hình. Nhìn mẹ trong hình đẹp hơn ngoài hả? Xấu hơn không ai mà nhìn được mà trong hình. Trời già quá vậy. Vậy cuối cùng là ai ở nhà cái máy quay chắc do máy quay này quá quay ai cũng xấu hết. Giống như bà con xuống nhà chứ cũng nói sao nhìn ngoài trẻ nhìn trong hình sau quay lên đó sao già quá vậy. Kêu bằng chú không. Có thằng Linh nè quay lên hình đẹp trai nè. Trang lấy gì vậy? Có đũa cả đống này. Rồi tí ăn thấy không bà con cô bác tự múc luôn nè. Rồi thôi Khánh chắc đặt máy quay xuống để vô dùng luôn mà cô bác ơi. Trời ơi. Ơi ơi. Cho nó nè. Con muốn. Con muốn em nè. Con ăn đi. Ở nhà cứ chờ đợi nhau để giống như là mà ăn cho đủ thành viên á, ai cũng đói bụng hết. Nam cái màu giống như đói rung luôn rồi sao nó lùa liên tục luôn. Quay được khoảnh khắc Nam nó lùa rồi, mốt lên coi nha Nam. Nó lùa quá trời luôn, nó lùa mà dính mép xong. Su nè, Su ơi, Su ơi. Trời ơi, ai cũng ăn hết mà bỏ con ở đây hả? À? Bác Tư qua chơi con nha. Ha, chịu không? Nắm tay nè. Đó, ăn đi, ăn thịt đó. Ăn đi nha con, ráng ăn vô, con ốm quá rồi đó. Nha. Tụi con ăn rau vô nha, mấy bé nhỏ ăn rau vô luôn đi, ăn rau đừng cho mát nha. Rau này là rau sạch. Rau sạch tự nhiên của nhà trồng luôn nên là ăn là coi như đảm bảo ông bà cô bác. Ông bà ông bà cô bác mà về với nhà Khánh Nguyễn đi Phong Nguyễn chơi ở đây á, ba đứa mẹ là sẽ làm coi như là cây nhà lá vườn luôn, có gà, có vịt, có rau, có cá, có rồi nói chung là cái gì cũng có hết mà toàn là ở nhà tôi tự trồng tự nuôi hết ông bà cô bác ơi. Thôi con hả, con ăn xong rồi hả, nhanh vậy con. Con ăn mấy chén? Thôi một chén hả? Bữa nay ăn ít vậy con? Nay cà đót nè.
cà rốt quấn khăn tròn rồi, bị bệnh đó mà các bác ơi. Rồi con thôi đi xuống đi con, đi xuống dưới rồi mở quạt lên đi nha, mở quạt nằm nghỉ xíu đi con, chút xíu uống thuốc nha. Thời tiết này bệnh đi bệnh không mà các bác ơi. Tụi con xuống làm sao đi, ăn rồi xuống làm sao đi, chứ giờ bắt ba ở đây rồi đâu có chơi được đâu. Ra chơi đi, coi chừng máy quay của ba nha. Dạ nữa hay ta. Rồi thôi giờ Khánh đặt cái máy quay vô để vô dùng chung với nhà ông bà cô bác ơi. Đây vô ăn cháo xong rồi gắm dùng trời ơi, con Thu nó ăn mấy hộp cơm dính mặt hết cháu. Con nói kìa, ba hộp cơm dính mặt nó nhìn nó cười không? Thư hỏi con nha, sao? Dạ. Chịu không, đồng ý không? Xong nó ăn tới xong rồi bắt tới. Con ăn chút xíu, ăn ở nhà mấy đứa nhỏ ăn xong đi tắm luôn. Giúp ơi. Được quá, nó buồn không? Ngon quá. Sao đâu, cứ ăn thoải mái đi. Ăn dơ không có, ăn dơ không có sao đâu. Chỉ có sợ cái tối này, phải không con? Để nó dính dính vậy trời dớ này. Rồi đưa anh ăn đi con. Rồi, ăn dùng. Nói cao dữ mày hả? Ngon. Rồi khoan không hả? Rồi chào khoan con đi, đi xuống đi. Con bếp cơm mẹ. Sao ngon ngọt. Bí ơi, ẩm em dưới con. Em cứ cho ngồi mát đi, mở quạt lên con. Còn nhiều lắm, mấy đứa ăn no đi, để sợ nhường qua nhường lại chứ. Bên sắc dừa chúng tôi ăn, chúng tôi cũng chở dừa là không. Sợ nó móc cái sắc dừa, nó cắt đầu rồi bỏ không? Không tiếc chứ. Đây, chị hôm nay có quay nữa. Cắt nữa. Không trọng rồi, không trọng bao má. Dạ, không trọng bao. Bữa nay ngồi ở đây sao thấy nó thụng thụng hả ta? Cái người nó... Cái nước cũng sâu á, nãy Nhật Linh nó về. Mũi chích đầu hay gì gái vậy? Nó cũng dày á. Tí ơi, ẩm em xuống dưới chơi con. Ẩm em xuống dưới đi con. Dục bây dục à, không bỏ miệng nha. Ẩm nha, ẩm nha. Tí rồi, không cho tí đi, con ẩm cho qua tí đi. Tí đâu ẩm ra tù nổi. Dục, dục. Cháu trắng rồi, ăn gì đâu ta.
cầm tay trái rồi hả? Tay kia cầm thịt. Tấm tư miếng dê nè. Cây nó mà. Nó ăn cái đít rồi mà. Con da rồi. Mấy cái bỏ mà ăn mà. Trâm. Con đó chị hai ăn 14, con ăn 14 với chị hai á. Nè, chỗ pháo rồi. Gì? Nó không tuyệt hả mẹ? Tốt quá trời, cái bè không tốt ghê. Ngọt. Tốt có bài dẻ quá trời, có 10 ngàn cái lơ mà. Nước đâu? Nước đâu? Nước đâu hát nước? Nó đi vào trong con lấy đi, nãy sau con lấy rồi. Là bắt đầu dẻ. Trong lấy nó đi nào? Miếng hả? Không vô con lấy cũng chung được không? Vô lấy cái khác đi con. Tại con thô. Cánh chuồng này đi ha. Sáng chị ba lên sớm không bạn? Dạ, ba về trong đó. Chứ là mấy người dạ đâu, ba xuống mình lúc đó không dễ mà. Thanh Nguyễn con hả? Thanh Nguyễn con.
Tụi con ngồi từng mũi nha. Con lấy còn đặt nó quay để dì ba chỉ ăn nó tự nhiên. Cái tính ăn thiên sáng nữa mà lại nó quay quay. nãy giờ cả nhà cũng dùng cơm thân mật buổi tối rồi mà cô bác ơi, rồi thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là khép cái đầu video tại đây luôn. Giờ Khánh cũng xin kính chào toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân luôn nha. Rồi hẹn mời cô bác video tiếp theo luôn. Chị ba làm chén nó đi.